Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của lao động Việt năm 2022 là 6,7 triệu đồng mỗi tháng. Với thu nhập này, trung bình mỗi người phải mất hơn 4 năm mới mua được một chiếc ô tô. Tại Việt Nam, tùy từng hãng xe, dòng xe, vùng miền mà số lượng khách hàng mua trả góp lại khác nhau. Năm 2022, ở mảng xe phổ thông, phổ biến các hãng có lượng khách hàng mua bằng hình thức vay ngân hàng dưới 40%, điển hình như Honda, Hyundai, Ford, với Toyota con số này là 26%. Ở mảng xe sang, Mercedes có lượng khách hàng mua xe nhờ tài chính từ ngân hàng chiếm khoảng 60%, con số này gấp đôi so với thương hiệu đồng hương Audi. Lexus không tiết lộ con số cụ thể nhưng cho biết ở mức rất thấp. Tỷ lệ vay mua xe của khách hàng Việt Nam ở mức thấp so với các thị trường phát triển. Theo thống kê của Bankrate, công ty dịch vụ tài chính tiêu dùng tại Mỹ, trong năm 2022 có tới 80,9% khách hàng Mỹ, 66% khách hàng Đức mua xe qua dịch vụ tài chính ngân hàng. Mức độ dễ dàng trong việc vay và trả lãi mua xe là yếu tố chính ảnh hưởng tới quyết định mua sắm. Mức lãi vay mua xe ở Việt Nam dao động theo lãi suất huy động, hiện khoảng 8,5% trở lên. Tại Mỹ, con số này là khoảng 6%. Tuy nhiên, số tiền phải chi trả của người Mỹ cho cùng một dòng xe so với người Việt chỉ bằng 1/3, trong khi thu nhập cao hơn nhiều lần. Vì thế, áp lực trả nợ là nhỏ hơn rất nhiều.